Và cụ thể thì thầy và các em chúng ta chuyển sang một số ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất là thực hiện phép tính A 12 x 4. Đây chúng ta có nhé. Ví dụ 1 này. Chúng ta có là 12 x 4. Đây là nhân hai số nguyên dương. Thì chúng ta thực hiện như phép tính nhân hai số tự nhiên. Thì 12 x 4 của chúng ta là bằng 48 rồi. Rồi ok, câu B nào. Âm 21 nhân trừ 7. Thì âm 21 của thầy nhân với trừ 7 tức là bằng tích của hai chỉ tuyệt đối của chúng, tức là bằng trị tuyệt đối của âm 21 nhân với trị tuyệt đối của trừ 7. Mà trị tuyệt đối của âm 21 tức là 21, trị tuyệt đối của trừ 7 tức là 7. Tức là thầy có 21 nhân với 7 và bằng 147. Được chưa? Tiếp theo này, chúng ta có âm 23 nhân 0. Chúng ta đã biết rằng là tất cả các số nguyên mà nhân với 0 thì đều bằng 0 hết. Cho chúng ta có đơn giản như sau là âm 23 của thầy nhân với 0 thì bằng 0. Và âm 25 nhân với trừ 8 cũng tương tự. Tức là D, đây là âm 25 mà nhân với trừ 8 thì bằng trị tuyệt đối của trừ 25 nhân với trị tuyệt đối của trừ 8, tức bằng 25 nhân với 8. Và 25 nhân 8 của chúng ta là bằng 200. Được chưa? Đó. Vậy là rất đơn giản, đi thầy và cùng các em chúng ta giải quyết xong ví dụ 1 đó.